Rồi như vậy là sau khi mà chúng ta cài cái Win ảo xong, các bạn vào trong cái máy ảo của mình. Đây các bạn sẽ thấy là trong máy của mình là có một ổ đĩa thôi và 249, tức là 250 đó. Thì chúng ta sẽ vào để chúng ta chia đĩa ở bên trong này. Các bạn sẽ chọn list chuột phải ha, các bạn chọn manager. Rồi phía dưới này các bạn sẽ có cái phần quản trị ổ đĩa của mình, Disk Manager. Thì ở phần trong này các bạn sẽ nhìn thấy được là ổ đĩa logic và ổ đĩa vật lý của chúng ta luôn. Như vậy bên trong này chúng ta đang thấy một ổ đĩa vật lý nè, Diskon 250. Được chưa? Nếu như mà các bạn muốn add thêm dữ liệu ổ đĩa thì các bạn sẽ add thêm ổ đĩa ảo thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Và chúng ta có dung lượng là 50 MB, nó để chừa cho cái phần quản trị. Thì chúng ta còn lại là 249.95 GB. Chỗ này các bạn sẽ click chuột phải lên ổ đĩa và các bạn chọn ở đây, chúng ta phân cái ổ đĩa này ra ha, các bạn xem nó ra. Thì trong phần này chúng ta sẽ chọn 20 GB, mà nếu như chúng ta chạy Win 10 thì chúng ta có thể chọn lớn hơn, tại vì cái đề này hôm trước là thầy để cho Win 7 cho nên là thầy cho là 20 GB. Còn bây giờ các bạn đổi lại giúp cho thầy ổ cứng, mình đang xài là 250 GB thì ổ C mình cho là 100 đi. 100 này là 100 MB, còn gigabyte thì mình nhân thêm bao nhiêu nữa. Ổ mình là 250, là 249 đó, thì nó là 255.000 nè. Như vậy thì bây giờ mình để 100 GB là cho 100.000 tương đối thôi ha, không nhất thiết là phải chính xác 100%, được chưa nào? Đó thì chúng ta lấy con số tương đối thôi. Như vậy chúng ta đã có ổ C được là 100 GB. Nếu như mà các bạn cài Win 10 thì các bạn để từ trên 50 GB, tại vì dung lượng của Win 10 lên Win 11 thì nó sẽ cài ra dung lượng khá là lớn trong cái quá trình các bạn cài đặt. Rồi cái phần còn lại ở đây là 97 GB thì chúng ta lại new column, tại vì lúc nãy ổ C là chúng ta có rồi, chúng ta kéo nhỏ ổ đĩa lại thì chúng ta không có new. Còn cái bây giờ cái vùng này nè, nó nói là cho phép là cái tạo cái ổ đĩa mới, thì chúng ta new cái volume mới ha. Như vậy trong này nó có nhiều cái loại mà hôm trước thầy có nói liên quan đến cái red đó. Các bạn chú ý cái red ra. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ chọn new cái ổ đĩa đơn, tại vì ở bên trong này mình có một ổ đĩa vật lý duy nhất thì nó không có thể tạo được cái ổ đĩa spin, cũng không có trip, cũng không có mirror ha, chúng ta chỉ có thể tạo ổ đĩa đơn thôi, được chưa? Chỉ có một ổ đĩa vật lý cho nên chúng ta không thể tạo được các cái cấu trúc ổ đĩa khác. Rồi chỗ này chúng ta sẽ new volume và các bạn chọn new. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn cái dung lượng còn lại là tất cả hay là chúng ta muốn chia ổ đĩa nữa. Ví dụ như là dung lượng tất cả chúng ta còn lại ở đây là 99 thôi, chưa được 100. Đúng không? Đó, thì ở chỗ này chúng ta muốn chia bao nhiêu thì chúng ta sẽ chia, ví dụ như là 50 đi. 50, chúng ta chia thêm ổ nữa. Rồi, thì ở chỗ này nó đang hỏi rằng là ổ đĩa mà chúng ta chia đó, chúng ta lấy là label là gì? Chú ý chỗ này, tại vì cái ổ đầu tiên của chúng ta là ổ C rồi, ổ CD là ổ D, cho nên ổ mình chia nó sẽ lấy cái label tiếp theo là ổ E. Còn nếu như sau này mình muốn chỉnh lại là A, B, C, D, E, F cho nó đúng thứ tự của ổ đĩa mình trước, rồi ổ CD là cuối cùng á, thì chúng ta sẽ đặt lại sau.
Còn bây giờ mình chấp nhận cái này. Nét. Nó hỏi thử rằng là cái ổ đĩa của mình format theo kiểu gì? NTFS hay là cái gì? Đó, cấu trúc của mình một cái khối ha, một cái khối thì có kích thước là bao nhiêu byte? Thì ở đây chúng ta để là default. Đó, rồi nét tiếp. Finish. Như vậy thì chúng ta đang có một ổ đĩa và chúng ta sẽ chờ nó format ổ E và chúng ta có thể new một ổ đĩa mới và chúng ta kết thúc. Như vậy thì khi mà chúng ta đã có được ổ đĩa của chúng ta rồi và lúc nãy thầy nói rằng ổ cuối cùng của mình hiện nay là ổ F, đúng không? Thì mình có thể chuyển cái ổ D này thành một cái ổ khác. Chuyển cái ổ D này thành một cái ổ khác. Chain Divide Label. Như vậy ở chỗ này mình sẽ thay đổi ổ F, tất nhiên là không được, ổ G, đổi nó thành ổ G. Ok, khi mình đổi nó thành ổ G, khoan, nó báo gì đây, ổ G được rồi. Rồi, như vậy thì cái ổ này của mình đổi thành ổ D. Đó, mình đổi cái ổ này thành ổ D, tại vì ổ D nó trả rồi. Đó, cho nên là ổ này mình biến thành ổ D. Và ổ này mình biến thành ổ E. Mình phải có một cái bước trung gian. Ổ này mình biến thành ổ E. Rồi nếu muốn bạn có thể đổi ổ CD thành ổ F, cũng không thì bạn để ổ G cũng được, không sao cả. Đó, thì cái ổ đĩa của chúng ta nó sẽ theo thứ tự là CDE. Trong đề người ta yêu cầu các bạn là CDE. Thì các bạn thêm một cái công đoạn nữa là đổi cái label để cho nó đúng cái yêu cầu. Và bây giờ trên đĩa của mình đã có nè. Đó, như vậy mình mở qua đây mình kiểm tra. Đây mình đã có. Như vậy ổ đĩa của mình, ổ đĩa C, ổ đĩa D, ổ đĩa E. Và có yêu cầu của chúng ta nữa là gì? Đặt cái tên ha, đặt cái tên cho cái ổ đĩa của chúng ta. Như vậy tên ổ đĩa C thì chúng ta sẽ chọn là ổ đĩa hệ điều hành data và software. Như vậy ở trong này các bạn có thể đặt tên. Đó, ví dụ như ở đây các bạn có thể là property lên để các bạn xem thử là cái label này chúng ta sẽ đặt là hệ điều hành. Ok, rồi cái tiếp theo chúng ta sẽ property và chúng ta đặt là data, và cái cuối cùng chúng ta có thể đặt cho nó là software, hoặc là bạn có thể đặt ở bên này. Đây, ổ đĩa của chúng ta đã có được hệ điều hành, đã có được data, hoặc là bạn có thể đặt ở bên này cũng được, rename software. Đó, bạn có thể đổi được bên này, đổi được bên kia. Như vậy thì chúng ta đã làm được cái câu chia ổ đĩa và đặt tên cũng như là change cái label để cho nó đúng cái CDE của chúng ta. Được chưa nào? Rồi các bạn thực hành lại cái phần này.